Ơi cái gì ghê vậy? Ủa, mẹ ta mới xuống rồi. Ôi là trời kìa. Trường cà phê đó ra còn cái thứ gì dữ chăng lắm. Nó hả này. Ủa má cái con này gọi là quay qua dần sau. Gặp ơi. Ủa mày đại lon đó. Hồi nãy nó xịt dính cho vô tôi coi mày có quay không? Ừ có cái chơi nữa. Cà phê cả nhà. À, cái dính xịt dính cái chê nghe cả nhà ơi. Chiếc cá ha cả nhà. Thằng chồng của bà Nguyệt đội mà thấy con lóc đứng giận dỗi la làng không. Con cá hết đi con cá. Tính kiếm cầu ta câu đâu có kiếm. Lá người chiều bây giờ nó bắt nó là vô liếp rồi đó. Liếp hả? Hư đậu mẹ mà chung mẹ béo dữ lắm. Mà nó mất hết rồi. Cá mà nghe tên tặng sợ chứ mẹ. Mẹ nghe tên nó tới nữa mất mày ơi. Nó tới tặng mà đâu đi không nó không cầm thứ gì cho tôi còn tặng bước ra ruộng cái miếng cá nó tới nữa mất mày ơi. Đó gì đó. Cái con thôi. Sao cũng ủng chỗ này nè. Ôi đủ cái gì vậy? Ôi đủ hai con trời. Ôi trời béo rồi. Có phi sao giữ trời cái phi nó đẻ hay vậy? Đẻ đồ cái đìa chỗ cái nền mộ của má cái đìa của nó nổi đồ cũng như làm ngu vậy. Ba ông đang ở đây. Đẻ trời trời trời. Đẻ này cá lóc còn đâu nữa? Cá lóc với ba cá rồ cá phi này thả ra không còn con cá đồng cái gì. Lại luôn. Cá phi ruộng này béo hơn cá phi vuông hơn sao? Béo hơn quá. Béo hơn rồi, cá phi mấy vuông là ngon dữ dằn luôn á. Cá phi vuông là nó có mùa ra bữa tôi qua ra ăn rồi với trứng quất không? Trứng quất ngon lành cho mà mẹ nó uống luôn rồi sao ăn không béo. Ăn thịt. Trời nó ngon lành rồi kìa. Nó có mùa à. Cá phi nó yếu. Con cá phi khó bắt nhất đấy mà về cái chắc dặn chắc mạnh lắm mày. Đang lúa này cũng dữ lắm nha. Đang lúa này là ngon lạnh luôn rồi chứ. Mẹ lơ mở vô đánh không tỉnh á. Lúa trái thì sợ quằn luôn mà nó dày. Bông vắng rồi. Bông vắng thôi. Thì lúa dày lúc nào cũng bông vắng chứ không? Nay con là chuyện sao? Vui có đem mực nào quan không chứ? Hả? Có đem mực nào quan không? Mực để bên em qua, mực tới mở từ mở rồi qua. Gì đây? Ta mò. Từng tiếng bây giờ nói không đó. Mò không chứ. Ở chỗ nào vậy? Chỗ này vậy? Bỏ đi, bỏ đó. Có đó. Nó không có ông phóng xuống không có thì chắc người ta nữa.
mò thử thôi. Cái tim nó luôn khó chịu đó. Cái rô ăn nó mày. Có lóc có bự luôn á. Cái gì đâu. Có lên. Lỗ rồi. Nó cho mát luôn. Ủa mẹ cái này bình xịt nhà không phải bình xịt nước lỗ với mẹ à trời. Ê, cái gì ghê vậy? Ủa, mẹ ta mới xuống rồi. Ôi là trời kìa. Trường cái phi đó ra còn cái thứ gì dữ dằn lắm. Nó hả đây. Ủa má cái con này mới gọi là. Quay qua dần sau. Gặp ơi. Ủa mày đại lon đó. Hồi nãy nó xịt dính cái gì tôi coi mày có quay không? Ừ có cái chơi nữa. Cá phi nè cả nhà. Cái dính xịt dính cái chơi nghe cả nhà ơi. Cũng dính vừa sức môi luôn đó. Thì đây là của em rể sức nhà mạnh dữ lắm. Mà. Bộ bờ nó bóng lại. Chạy hơn được cái đồ. Chạy đâu chết rồi chạy đâu. Có lóc nữa nghe cả nhà ơi. Mà cái lóc này nhỏ nghe, bị con cái bự thằng em rễ xịt bắt cái trời này. Nhỏ mà. Đi đi. Sao? Cuốc đi về mày mò. Mò không có cần mò không hay che lại. Con cá chê gì lạ cả nhà. Mò. Ừ, cá chê trắng hay gì? Lên sình này. Trời ơi được không nấy. Yên tâm lên. Bắt con cá lóc nâng lại đây. 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 Cá lóc nâng lên chạy đủ đây mấy. Vô ngồi cá dở cái trời gì mà ngọn dính. Chạy mất rồi. Mới ra có một khúc mà gần nửa bao con phi rồi cả nhà ơi. Đất gì đâu con phi không? Nghe đất gì đâu con phi quá đầy cả nhà. Cá lóc lũ này dày dữ thiệt. Cá lóc bị em ghế bắt hết rồi. Cá lóc bị em ghế bắt hết trơn. Thôi con phi nữa cho cả nhà ơi. Lại luôn. Leo ngang cái chuối này các ơi. Trời ơi trời. Ê, tính gì chuối quá vậy cả nhà. Ủa mẹ có phi chút cái nửa giật thôi trời. Mẹ dầu thứ ngon ngon này nó ăn nó mềm nó ngon. Hả? Có cá gì? Hai con phi. Quá hay. Trời, ba con trời ơi coi cả. Quá trời luôn cả nhà ơi. Hay ngổ luôn đi. Đó đó. Bắt đi. Ừ. Ê, đừng hơn dương, đừng hơn hốp. Giật mẹ ơi. Con nữa. Đó, mạnh thiệt mẹ ơi. Con để xuống mò, rồi thức đi nhóng tới đi. Hết bỏ đi. Má, người chấm thiếu rồi trời. Quá trời nắng cao rồi trời ơi. Nó có gì?
nha, nghi là mình làm thấy mò không có bỏ uổng nha. Con trà nó mò cũng được. Trà nó củi không cả, cả nhà ơi củi không à. Rồi mày có trái giác không không Dương? Giác là gì? Nhóc không? Thiếu gì? Đủ. Trái giác tao lo, ý chí đi. Giác thằng chút nấu con chua cá giác. Con chua giác thôi đủ, mà đường nào sắp nổi. Coi giác đi, coi giác nhậu ngon lắm. Kho phải không? Rồi ok. Nhưng mà cũng phải có nồi canh chua nữa. Ừ. Chua làm... với chuối ghém nè. Mình làm cái hai món phải không? Hai món. Nãy kêu nó mua, nó nói bà sò, tôi đi ngang lấy gạo bán sò lông sò cò. Tao kêu chị Bảy mày á, chạy ngoài mua cho tao là 3kg sò cò, 3kg sò lông. Cái nó ra nó nói là người ta cần có cái một là 6kg. Nó nói, nó chồng em kêu là mua 2kg sò cò, 3kg sò cò, 3kg sò cò, sò lông mà sao mà anh cần có một lần. Cái gạo nó cười với anh kia ngoài. Trời cái gì vậy? Hả? Mày ra cự người ta bán vụ bán sò nãy giờ không ấy? Tao nghe, tao bật. Rồi bún này đồ mày lâu dữ không thấy rồi bún này đã ăn luôn trời ơi. Nghĩa là anh nhà qua đứt cỡ cơm ăn giùm luôn trời. Khó mà, mày nhớ cái này nhắc lắm hả? Không nhớ á. Đúng á, nó nói để cho cha nói không có chứ. Chẳng là để gì. Cái vàng bóng đèn thợ hôm hôm tao nằm đó ngủ sáng tới tối tao thức dậy đốt nhang tối thui à, có bóng đèn kia nó mập mờ mờ á, nhìn không rõ hết trơn á. Má trời ơi, phải chi gián nữa không? Có vàng bóng đèn chốt vô chi gián gì đuổi ra đi, nhiều tiền bao nhiêu nó vẫn đèn chốt không phải có mà chưa có vị chua tốt nhất tới nữa. Rồi sắp xếp gia đình lại cái nhà cửa không gọn gàng lúc trước thì còn có cái này kho gì chỗ nào cũng gọn hết. Tên đầu nó tên chùa có gì vừa ơi lu bu có lạc mà bây
ba chị Tư nấu tao nồi canh chua có mẻ với cá sặc. Trời ơi trời, ngon trời. Nó ngon. Ai có biết đâu vậy? Điện giống mày. Đụng mày, mày đừng có nói kiểu đó, tao đau lòng mày. Đừng có kêu vào điện. Bà Phúc Bộ. Phúc. Phúc ơi. Nghe nè. Sao mày khui một ngọt tao ngoài không? Cậu mình. Quá chứ nghe ra lẹ lẹ đi. Mày, chẳng thà mày kêu tao chạy bạo chổng mày kêu bỏ ngọt hay bỏ ngọt thì tao không có đau lòng chứ mày kêu tao điện không có tao đau lòng dữ trời. Đục cháo mắm thấy thay đổi ha. Rồi rồi cái ruột mày bỏ ở đâu mất? Ai buồn hay gì? Buồn. Chạy vô chổng nói mở bảy luộc sò bỏ mấy ruột ngọt vô. Hả? Đi anh hai gì vô kìa. Thành đâu? Ôi. Thành ơi. Rẻ gì vậy? Rẻ cái thứ dục. Dục cái gì? Dục cụ tiêu. Bà Lâm à? Dạ để đem lên đây nè, đem lên trên đi. Rin cái đó đem lên trên này thôi. Là đứng vô đi cầu được hả? Từ khi mày mượn mà làm cho ly nước đem ra cho Lan Anh giùm mày là kìa chém đi. 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 Nước gì vậy? Nước uống á. Đâu có dữ trời. Kêu ông mà hàng đang ăn cơm mày thôi, hồi ăn hẳn hẳn cơm mà xong kêu bới đó, mày đem vô ly nước đi. Vô đi. Nước đá không có. Có nước á. Một nước thôi. Một nước thôi, khỏi đá đây đá coi. Dặn cái gì mà dặn tôi bỏ rõ em bị dặn. Ừ. Cũng mày. Mày dặn nước mày có kia nó bưng ga không? Vô ga rồi. Ê bưng ga luôn nghe. Mày làm cho Lan Anh mày bỏ cái chổng hộ mày đợi Lan Anh cho uống thì nó chiều luôn. Mày kêu làm la cho Lan Anh thôi chứ mày đâu kêu nó bưng ga. Dặn kỹ vậy. Mấy cái thằng này cũng dễ thương quá nè. Trời im. Ngoan. Mấy con nít đúng là gì ơi. Ủa con đắp thương. Nhắc xuống luôn chưa? Trời ơi còn què nó không nhắc. Mẹ thiệt đem rồi. Chồng tôi mà không kêu ông đi là hối hận rồi đó không? Đi luôn. Nó uổng trời. Hồi đó đính giờ nguyện á. Lúc đó tao sên không có vô. Tụi mày nhậu tối ngày qua sáng hôm đâu ăn cơm. Sáng nào nó bụng nó muốn lưỡi mày ơi. Sáng mua ba sò vô rồi vô lúc con mà lớn nè. Mua rồi ta xin đi hầm nó đợi kêu luộc đặng này xào ra tạch ra xào chuối cây đặng cơm. Nó làm sao mà thấy ngày chưa tao nó sò vô xào cái đó có gì đâu mà lâu dữ trời ta. Ủa mà đói quá đói chịu nổi bự lên biết sao không? Ủa mà lấy ra gọi đầu nặng hết trơn này luôn à. Tao thấy nó ngồi nó nặng. Nó nặng lên tao nói trời ơi là trời chết rồi trời ơi. Trải nó ngồi đó. Buồn cái chú tám mới giữ 6 vài ly nè. Chào đó con. Tình hình đi đâu? Uống không? Tình hình ổn không? Đem máy ra đây ấy luôn. Học không? Có học không? Không học rồi thôi, chứ học rồi ra đây ngồi học mát lắm. Ngồi đây học đụng đầu ống nó tỉnh táo dữ dằn lắm. Không khí mà này nó tốt. Mày dùng lon đi.